Tiếp tục chương trình công tác, hôm nay, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch số 185 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tại huyện ủy Phù Cử. Cùng dự kiểm tra có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Huyện ủy Phù Cử có 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số gần 5.000 đảng viên. Căn cứ chỉ thị số 35, các văn bản của Trung ương, kế hoạch số 185, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến cấp huyện. Công tác phân công chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Đảng bộ cấp cơ sở, đảng bộ huyện đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự đối với cấp huyện và cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình nhân sự 5 bước theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đến hết tháng 3, tất cả các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, hoàn thành hai đại hội điểm cấp cơ sở. Tại buổi kiểm tra, đảng bộ hai xã Nhật Quang và Đình Cao cũng làm rõ hơn kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 35 và các văn bản khác về đại hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phù Cử trong nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua việc hoàn thành các chương trình, đề án cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ huyện. Kết quả này là tiền đề thuận lợi cho đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp của huyện cũng thực hiện nhiệm vụ được giao theo chỉ thị số 35 và kế hoạch số 185. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, huyện ủy Phù Cử cần tập trung hoàn thiện văn kiện trình đại hội trên cơ sở, nhận định tình hình thực tế khách quan để đề ra mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ. Trong quy hoạch nông thôn, đô thị, huyện Phù Cử cần làm tốt vấn đề môi trường, quan tâm lĩnh vực giáo dục, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế cho hộ nghèo để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, triển khai các cụm công nghiệp đúng tiến độ, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, xử lý sớm, đúng đơn thư khiếu nại theo quy định. Làm tốt công tác truyền thông đến người dân về ý nghĩa của đại hội đảng các cấp, về công tác nhân sự, làm chặt chẽ, thận trọng trong các quy trình, đồng thời cần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho đại diện 653 hộ nghèo trong huyện. Mỗi suất quà gồm 30 kg gạo và một số nhu yếu phẩm như trứng, dầu ăn, bột canh, khẩu trang. Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi dâng hương tại di tích quốc gia Cây Đa và đền La Tiến ở xã Nguyên Hòa, thăm các mô hình sản xuất dưa lưới tại xã Tông Chân, vùng vải lai chín sớm ở xã Tam Đa, hợp tác xã thủy sản Hưng Phát, xã Quang Hưng, thăm công tác sản xuất và phòng chống dịch COVID-19 tại công ty may Phú Hưng.